phân tích rõ hơn về cái việc chọn sản phẩm ở trong affiliate marketing cho các bạn dễ hình dung. Thì có những sản phẩm ở trên affiliate marketing mà chúng ta chỉ nhận hoa hồng một lần thôi. Ví dụ như trên Clickbank, một số sản phẩm trên Amazon, và mình bán một số cái hosting và vân nhiều sản phẩm trên này. Trả một lần thì rất là nhiều. Ví dụ như các bạn có thể là giới thiệu cái đưa cái link Payoneer cho ai đó click vào, họ đăng ký một cái tài khoản ngân hàng First Century Bank gọi tắt là Payoneer. Thì khi mà người khách hàng đó họ nhận thanh toán 1.000 đô thì chúng ta sẽ có 25 đô trong tài khoản chẳng hạn. Chúng ta được nhận một lần duy nhất đó. Đấy, hoặc là chúng ta quảng bá các sản phẩm trên Unica Asset Trade. Và thứ hai Hường muốn nói đến đó là những sản phẩm mà người ta trả hoa hồng theo chu kỳ. Ví dụ GetResponse chẳng hạn. Nếu khách hàng của mình họ thanh toán hàng tháng thì chúng ta nhận được khoảng tầm 4,5 đô, hoặc là họ thanh toán hàng năm. Tóm lại là khi nào mà khách hàng thanh toán thì chúng ta sẽ được nhận hoa hồng. Người ta gọi đó là recurring, tức là trả hàng tháng hoặc hàng năm. Tùy tùy nếu đương nhiên là trên GetResponse vẫn có cách quảng bá chúng ta nhận có một lần thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta chọn cái chế độ chúng ta nhận hoa hồng trả theo chu kỳ thì nó là trả hàng tháng hoặc hàng năm. Còn ví dụ như ở Việt Nam mình thì có sản phẩm của successboss.asia, họ gia hạn hàng năm. Như vậy thì một năm họ trả 3 triệu chẳng hạn, thì chúng ta nhận được 1,5 triệu. Cứ hàng năm như vậy họ gia hạn thì chúng ta sẽ được nhận hoa hồng. Nó giống như kiểu một cái trang thành viên. Rồi, còn ví dụ một số sản phẩm ở trên Clickbank trả hoa hồng theo chu kỳ, vào cái mục Affiliate Marketplace. Đây, mình mở lên cho các bạn coi. Ví dụ như trên Clickbank thì chúng ta vào cái mục Affiliate Marketplace. Ví dụ chúng ta chọn một sản phẩm nào đấy, ví dụ như là về ngách kinh doanh đi chẳng hạn. Rồi nó sẽ hiện ra những cái thang đo. Nó sẽ lọc sản phẩm cho mình ha. Bây giờ mình xem thử là ở trên đây có những sản phẩm nào trả hoa hồng theo chu kỳ. Thì chúng ta sẽ click vào chế độ là recurring. Thì nó sẽ hiện lên từ trên xuống dưới những sản phẩm mà có recurring, tức là trả 1 tháng một lần, hoặc là 2-3 tháng một lần, hoặc là 1 năm một lần gì đó. Miễn là khách hàng của chúng ta còn gia hạn. Đây ha. Thì đây, ví dụ như là những sản phẩm nó lọc ra. Review nè. Review tức là họ mua lại, mua thêm, mua tiếp tục lại. Rồi nếu mà sẵn tiện đây thì nếu mà các bạn muốn xem những cái sản phẩm nào one time, mình tắt cái recurring đi, mình chọn one time, tức là những cái sản phẩm mà trả hoa hồng một lần thôi. Chúng ta bán được những đơn hàng trả hoa hồng theo chu kỳ thì rất là khỏe ha. Chúng ta chỉ cần bán lần đầu tiên thôi, còn sau đó thì khách hàng của chúng ta tự gia hạn thì nó sẽ đỡ tiết kiệm chi phí quảng cáo cho mình. Chúng ta sẽ gọi là cái thu nhập phía sau, giống như thu nhập thụ động vậy đó. Còn trả hoa hồng theo khách hàng, cái này là mình lấy ví dụ một số cái trang. Cái này thì giống như kiểu khi mà cái WeWeTalk này nè, nó dành, nó hỗ trợ cho các bạn làm YouTube chẳng hạn. Cái này nó cũng hỗ trợ một chút chút thôi. Nếu như các bạn nào muốn làm các sản phẩm ở trên YouTube, quảng bá các trang sản phẩm, ban đầu kênh của chúng ta ít lượt subscribe quá, hoặc là ít cái lượt like like cái video của chúng ta chẳng hạn, thì chúng ta có thể dùng cái trang WeWeTalk này nè để chúng ta là mua các lượt like và subscribe đó để nó kích hoạt cái video của mình nếu mình cảm thấy nó ít quá hơn. Nhưng mà thường thường ít sử dụng cái này. Thường thường thích là tạo content rồi chạy quảng cáo. Đương nhiên thì lâu lâu vẫn trong một số trường hợp cần thiết thì chúng ta vẫn có thể sử dụng là cái WeWeTalk ha. Thì các bạn làm lâu thì chúng ta sẽ rút được cái kinh nghiệm trường hợp nào nên sử dụng. Hoặc là trên Fiverr, cái WeWeTalk này nếu như các bạn chưa biết thì các bạn có thể vào cái trang này nè. Cái đây là cái link affiliate của Hường đấy. Nếu như các bạn vào bigly.com sang like như thế này thì vào cái link WeWeTalk của Hường. Ở đây nếu như các bạn order cái việc mua cái việc tăng like, tăng subscribe kênh YouTube, Facebook vân vân, nó có rất là nhiều hỗ trợ, nhiều cái việc live để kích hoạt trang như thế này. Nếu các bạn order trên đây thì Hường sẽ có nhận một chút hoa hồng một chút xíu đấy. À, ở đây nó còn có level 2 nữa ha. Nếu như mà bạn giới thiệu, được Hường giới thiệu xong rồi bạn giới thiệu người khác thì Hường cũng có một chút xíu hoa hồng nữa.
Đấy, nói chung là cũng vui. Nhưng mà đại khái là nếu mà bạn đăng ký vào cái link của Hường thì bạn sẽ trở thành khách hàng của Hường mãi mãi luôn. Cứ khi nào bạn order thì Hường sẽ nhận được một chút hoa hồng. Bạn order thì Hường sẽ nhận được một chút hoa hồng. Cứ như vậy mãi mãi. Cứ khách hàng mua thì mình sẽ nhận hoa hồng, họ mua thôi. Hoặc là trên Fiverr cũng tương tự. Chúng ta có thể rút cái hoa hồng của mình qua PayPal. Nếu các bạn nào chưa có tài khoản PayPal thì chúng ta đăng ký một tài khoản ha. Tại vì rất là nhiều, hầu hết các trang trả hoa hồng họ trả qua PayPal đó. Và trên Fiverr cũng tương tự. Nếu như các bạn muốn link Fiverr thì xem cái phần mô tả Hường có để link Fiverr Affiliate của Hường đấy. Khuyến khích các bạn đăng ký vào link Affiliate của Hường. Bởi vì nếu mà một ngày nào đó nếu các bạn cần giúp đỡ về cái gì, cái điều gì đó, các bạn có thể sẽ hỗ trợ các bạn nhiều hơn. Chúng ta sẽ trao đổi nhiều hơn về affiliate marketing. Hường sẽ hỗ trợ rất là nhiều cái khác liên quan tới affiliate marketing, không chỉ là YouTube, Fiverr mà còn có những rất là nhiều những cái phần bé 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 cho đến những phần lớn 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 trong affiliate marketing. Dù sao thì Hường làm mảng này cũng khá là lâu và khá là nhiều kinh nghiệm, nhiều công cụ khác nữa ha. Rồi, còn một cái cách trả hoa hồng đối với affiliate marketing đó là trả hoa hồng nhiều cấp bậc. Trên thế giới người ta gọi đó là multi level marketing, tức là MLM, gọi tắt là MLM là kinh doanh đa cấp. Thì hồi xưa làm kinh doanh đa cấp thì nó không có hệ thống link đâu, mình chỉ là truyền miệng. Bởi vì bản chất MLM nó là cái việc tiết kiệm cái chi phí của marketing. Một doanh nghiệp hiện nay thì họ mất khoảng cỡ tầm 50% số kinh phí hoạt động cho cái việc marketing và bán hàng đấy. Bởi vì lý do đó nên là một cái thời điểm nào đó rất là lâu rồi người ta phát hiện, người ta đưa ra cái giải pháp đó là multi level marketing, tức là mình tiết kiệm cái chi phí marketing đó đi, nó tốn 50% như vậy thì cái tiền đó mình trả lại cho khách hàng, tức là mình cho khách hàng cái khoản đó thì họ sẽ giới thiệu sản phẩm này đi cho người khác. Thì trả hoa hồng theo MLM nó là một xu hướng trên toàn thế giới ha, hầu hết chứ không phải là tất cả, hầu hết những cái sản phẩm hiện đại ứng dụng công nghệ 4.0 ra đời hiện nay trên thế giới họ áp dụng cái việc trả hoa hồng theo MLM. Ví dụ như là những sản phẩm My Daily Choice này, Tunis hay là ví dụ như tế bào gốc, những cái sản phẩm về tế bào gốc hiện nay ha, hồi xưa làm MLM ví dụ như là ở bên Amway hay Nu Skin thì chúng ta chưa có hệ thống link, chúng ta chỉ bán qua truyền miệng thôi. Sau này thì những cái sản phẩm tế bào gốc là những là sản phẩm phát hiện về công nghệ mới nhất giúp cho sức khỏe của con người đó, thì họ sẽ ứng dụng MLM vô và họ có hệ thống link đàng hoàng cho chúng ta quảng bá. Hầu hết những cái sản phẩm mà Hường Đa đưa ra và quảng bá đều là những sản phẩm toàn cầu. Những cái sản phẩm như là My Daily Choice, Nest hay là Cruises như thế này á, thì đều là quảng bá trên toàn thế giới và họ là sản phẩm của Mỹ, là những cái quốc gia mà họ có uy tín trong việc tạo ra sản phẩm hết ha. MLM giống như kiểu là mình sẽ trả nhiều cấp bậc đó các bạn. Cái My Daily Choice, Nest là những cái sản phẩm về sức khỏe ha, nó sẽ giúp cho sức khỏe của chúng ta tốt hơn, làm tăng cái tuổi sinh học cũng như làm đẹp da vân vân nhiều. Còn Cruises là những cái sản phẩm về những cái chuyến du thuyền 5 sao, những cái cuộc đi du ngoại từ ven biển, ví dụ như từ Nhật Bản cho đến là Hồng Kông chẳng hạn, những chuyến du thuyền như thế. Và mình họ cũng tìm kiếm khách hàng thông qua hệ thống MLM và họ trả lại cái hoa hồng đã cho những người họ muốn đi du thuyền, hoặc là nếu mà cái người đó họ không đi du thuyền thì họ có thể rút tiền về. Và khi mà chúng ta mới dấn thân vào lĩnh vực affiliate marketing thì có thể gọi là khá là non, khá là non và chưa có nhiều kinh nghiệm thì có thể là chúng ta sẽ mắc một số sai lầm. Đó là chúng ta cần phải suy tính trước, suy nghĩ trước đó là mục tiêu của chúng ta là cụ thể thu nhập là bao nhiêu và cái sản phẩm mà chúng ta quảng bá, những sản phẩm mà chúng ta quảng bá có thực sự mang lại cái mục tiêu thu nhập đó hay không. Nếu như các bạn cứ cảm thấy là ok có hoa hồng thì chúng ta cũng quảng bá và cảm thấy ví dụ như sản phẩm này dễ quảng bá chẳng hạn, nhưng mà trên thực tế sản phẩm đấy hoa hồng khá là thấp, thì bao lâu thì chúng ta mới đạt được cái mục tiêu thu nhập của mình. Cái này là rất là nhiều người mới hay mắc nè, đặc biệt là những người khá là trẻ một tí, chưa có kinh nghiệm. Thường hồi xưa cũng vậy nên là Hường rút từ bản thân mình ra và thông qua cái việc học tập và giao tiếp với rất là nhiều anh chị em trên toàn thế giới. Đây là cái công việc trực tuyến, do đó thì Hường có cơ hội nói chuyện được rất là nhiều người. Theo Hường thì nếu mà những sản phẩm trên Unica Exchange
thì những sản phẩm ở thị trường Việt Nam có thể là thân thiện với mình. Nhưng mà cà phê hoa hồng nó hơi thấp và thị trường của chúng ta thì 90 triệu dân. Nhưng mà không phải tất cả đều mua ha, chỉ những người mua họ nằm ở những thành phố lớn thôi. Số lượng trong đó không nhiều. Dù cho chúng ta bán chiếm gần hết thị trường đi chăng nữa thì cái số thu nhập của chúng ta cũng không thực sự là cao ha. Bây giờ Hường sẽ lấy sản phẩm, ví dụ là sản phẩm nước ngoài đây. Bởi vì sản phẩm nước ngoài thì mình tập trung vào thị trường trên toàn thế giới theo xu hướng toàn cầu hóa thì nó sẽ tốt hơn. So với việc, theo quan điểm của Hường thì so với việc quảng bá các sản phẩm trong thị trường Việt Nam không thì nó không giúp chúng ta mở rộng doanh số và cái thu nhập được. Do đó chúng ta làm thế nào và bắt ngay từ lúc bắt đầu chúng ta chọn những sản phẩm mà có thể quảng bá trên toàn cầu thì nó sẽ tốt hơn. Bây giờ ví dụ như Hường quảng bá các sản phẩm ở trên Clickbank sau khi trừ các chi phí Hường còn lại 20 đô một sản phẩm đi. Ví dụ như quảng bá trên cái sản phẩm ở trên Clickbank còn lại 20 đô một sản phẩm thì để mục tiêu, ví dụ chúng ta đặt mục tiêu là 10.000 đô, 10.000 đô một tháng ha, 10.000 đô một tháng. Hường thấy số này là không nhiều, tại vì nếu mà chúng ta làm kinh doanh tự do mà chúng ta làm cái con số thu nhập thấp quá chẳng hạn là thôi chúng ta đi làm công ăn lương cho khỏe thì nó sẽ bị áp lực, chúng ta vẫn còn nhiều áp lực, tại vì khi mà chúng ta làm tự do không có mức thu nhập ổn định, chúng ta tự kinh doanh, tự quảng bá các sản phẩm và tự kiếm hoa hồng, làm tự lực cánh sinh như vậy á, thu nhập thấp quá chúng ta không dám đâu. Do đó chúng ta hãy đặt mục tiêu cao lên ít nhất là 10.000. Mình thấy số 10.000 là cái số rất là nhiều người hiện nay họ có thể đạt được. Nhiều người, đương nhiên là không dễ dàng rồi. Nếu các bạn tưởng tượng thành công sau một đêm thì sai rồi, không thể đâu. Nhưng mà nhiều người họ đạt thu nhập từ affiliate marketing trên 10.000 một tháng. Ví dụ như bây giờ chúng ta đặt 10.000 đi. Thì để mà chúng ta có được 10.000 từ một khách hàng trả cho chúng mình 20 đô. Để đạt 10.000 thì chúng ta cần có là 500 khách hàng đúng không? 500 khách hàng mỗi tháng. Ok, nó đang để chế độ tiếng Anh rồi. Mỗi tháng đi. Đấy. Còn nếu mà chúng ta quảng bá một khách hàng của mình quảng bá những sản phẩm mà hoa hồng nó cao hơn một chút chẳng hạn. Một khách hàng có thể mang lại cho chúng ta 200 đô chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ cần là 50 khách hàng mỗi tháng để đạt được là 10.000 đô. Còn nếu như mà chúng ta quảng bá các sản phẩm là 2.000 đô mỗi khách hàng đi thì chúng ta chỉ cần 5 khách hàng thôi, 5 khách hàng mỗi tháng. Còn nếu mà chúng ta quảng bá các sản phẩm mà có khả năng tạo ra con số là 20.000 đô mỗi khách hàng thì chúng ta chỉ cần sorry 20.000 đô hả? 20.000 đô thì nó quá cái số 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 mục tiêu của mình rồi. Tóm lại là 20.000 đô là phá quá số mục tiêu. Tuy nhiên là vẫn có những sản phẩm chúng ta có hoa hồng của khách hàng nó lên tới 20.000 đô như vậy đấy. Bởi vì rất là nhiều bạn đang làm affiliate marketing nhưng mà mình cứ cứ thấy sản phẩm nào là mình quảng bá đại đại ra. Như vậy thì nó sẽ không có mang lại cái con số thực tế của mình. Nó gần đạt mục tiêu, chúng ta nhìn nhận cái mục tiêu cho nó cụ thể như vậy á. Thì Hường thấy là đối với những cái sản phẩm mà trả hoa hồng như cấp bậc này thì nó sẽ giúp cho chúng ta nhanh đạt được cái con số mục tiêu hơn. Trong cái việc mà chúng ta quảng bá sản phẩm trên affiliate marketing trước khi mà dấn thân vào một cái sản phẩm nào đó hoặc một nhóm sản phẩm nào đó thì chúng ta lưu ý rằng là sản phẩm phải chất lượng, tức là phải đảm bảo là chất lượng, về mặt chất lượng sản phẩm cho khách hàng của chúng ta ha. Ừ. Rồi tiếp theo đó là cái chế độ trả hoa hồng của người ta cũng tốt. Ví dụ như là mình quảng bá sản phẩm mà trả hoa hồng một lần ấy thì có thể là chúng ta sẽ bán cũng khá là nhanh. Tuy nhiên thì nó sẽ cần nhiều khách hàng hơn và chúng ta sẽ tốn nhiều công sức hơn. Và hoa hồng cũng khá là thấp đối với những sản phẩm đầu tiên chẳng hạn. Trung tiên ví dụ như các bạn quảng bá sản phẩm trên Clickbank rất là nhiều người đạt 10 trên 10 nghìn trên 15 nghìn đô mỗi tháng là chuyện bình thường. Nhưng mà các bạn lưu ý là làm nào để chúng ta đạt nhanh mục tiêu hơn ấy. Hoặc là chúng ta quảng bá các sản phẩm trả hoa hồng theo chu kỳ thì khi mà trả hoa hồng theo chu kỳ thì chúng ta chỉ cần quảng bá một lần rồi sau đó thì khách hàng họ sẽ mua lại á, mình cũng sẽ đỡ tốn công sức. Hoặc trả theo khách hàng
nhiều kênh khác. Đây Hường lấy ví dụ chỉ có Fiverr, YouTube, còn nhiều kênh khác ha. Cũng có một số sản phẩm mà hồi trước Hường đã làm rồi, sau đó thì sản phẩm nó không còn thị trường nữa. Tuy nhiên họ cũng trả hoa hồng theo khách hàng như vậy. Thì khi mà khách hàng mình chỉ cần giới thiệu khách hàng đến với cái nhà cung cấp đó, và sau đó thì cứ khách hàng mua thêm thì chúng ta sẽ có hoa hồng. Mua thêm thì chúng ta sẽ có hoa hồng, chúng ta không cần phải làm gì cả, họ sẽ tự động trả cho mình ha. Đối với cái hoa hồng chưa cấp bậc thì nó sẽ có, hiện nay á cấp bậc nó đã lên tới cả 10 cấp. Đối với những hoa hồng như cấp bậc thì thông thường là mình phải sử dụng cái sản phẩm đó thì mình mới được quảng bá. Thì nó cũng rất là hợp lý, bởi vì sản phẩm mình sử dụng thì mình quảng bá cho khách hàng thì nó mới an toàn. Bởi vì trên thị trường hiện nay có rất là nhiều người bán sản phẩm mà không hề sử dụng, không dám sử dụng. Do đó cái việc quảng bá những sản phẩm hoa hồng theo cấp bậc này nè, đảm bảo đó là cái người mà họ quảng bá họ cũng sẽ sử dụng, họ giới thiệu cho người khác. Rồi và những cái sản phẩm mà được hoạt động theo kiểu trả hoa hồng theo cấp bậc như thế này, sản phẩm hoặc dịch vụ thì thường nó sẽ là những cái sản phẩm tốt. Đương nhiên thì chúng ta sẽ biết đâu là sản phẩm tốt, đâu là sản phẩm tư tốt. Nhưng mà để người ta, những công ty hàng đầu trên thế giới họ trả hoa hồng theo chế độ này, tức là cái sản phẩm của họ nó đã tốt rồi, họ mới đầu tư một cái hệ thống trả hoa hồng hoành tráng như vậy. Thì đương nhiên chúng ta phải tìm kiếm cái thông tin trên mạng, nguồn gốc công ty nào, trụ sở ở đâu và thành phần nó các thứ. Mình loại bớt những cái sản phẩm nào đó mà nó không có uy tín, hoặc là nó sản xuất nó không ok thì mình loại nó ra. Nhưng hầu hết ví dụ Marley Choice, Genius hay Cruises, MLM, cái multi-level marketing này nè, nó đang là xu hướng trên thế giới. Các bạn lưu ý là những bạn mới bắt đầu ấy thì chúng ta thường đặt mục tiêu khá là thấp. Ví dụ chúng ta đặt mục tiêu khoảng cỡ em chỉ muốn kiếm là 300-400 đô một tháng, em chỉ kiếm là 500 đô một tháng, hay em chỉ kiếm 2.000 đô một tháng thôi. Khá là thấp như vậy thì rất là khó để chúng ta đạt được cái mục tiêu mà chúng ta muốn. Và ngoài ra thì các bạn có biết tại sao những người mà họ giàu thì họ lại càng giàu thêm, còn những người nào mà họ thì gọi là nhặt những cái mình quảng bá những sản phẩm hoa hồng thấp quá, và cái ngách người mình bán ấy, cái ngách mình bán là nó thuộc những người họ có thu nhập thấp ấy, thì mình càng ngày càng cũng sẽ thấp như vậy. Nên là chúng ta có thể là mình nâng cấp bản thân mình để mình có thể quảng bá những sản phẩm mà hoa hồng nó cao hơn, thì cái thu nhập của chúng ta cũng sẽ cao hơn. Và ngoài ra cái việc làm affiliate marketing, chúng ta hãy follow và theo dõi những người affiliate marketer hàng đầu trên thế giới và những người đang làm những hệ thống internet marketing hàng đầu trên thế giới hiện nay, để chúng ta biết là họ làm gì rất là dễ. Bởi vì hiện nay chúng ta có thể theo dõi trên Instagram, YouTube, Facebook của họ đấy. Thì khi mà chúng ta follow ấy thì chúng ta sẽ cập nhật được là cái xu hướng trên thế giới hiện nay là như thế nào. Chúng ta đừng có xem những cái cách mà đã được quảng bá cách đây khoảng cỡ 3-4 năm thì bữa nay nó sẽ không còn hiệu quả nữa đâu. Hoặc là cách 2-3 năm, thậm chí 2-3 năm thì cũng không có còn hiệu quả. Bởi vì marketing nó là một cái mà chúng ta có nền tảng và chúng ta cập nhật liên tục. Như vậy thì nó sẽ có những cái kênh mà chúng ta sẽ tạo ra doanh số lợi thế rất nhanh nếu mà chúng ta biết bắt kịp cái xu hướng. Đừng có quá tập trung vào một cái kênh traffic nào quá, cũng không nên là tập trung vào cái sản phẩm nào quá. Chúng ta hãy open mind ra thì chúng ta sẽ có nhiều cái trải nghiệm mà chúng ta có những cái bài học nó sẽ tốt hơn và có doanh số cao hơn, nhanh đạt mục tiêu hơn. Chọn sản phẩm còn một yếu tố khá là quan trọng nữa, đó là mình xem thử là bản thân mình cứ trải nghiệm, mình xem thử là bản thân mình sẽ phù hợp với kênh traffic nào. Ví dụ như là mình là một người mà thích thích giao tiếp, thích thích đi đây đó, thích giao tiếp này nọ, thì chúng ta hãy tập trung vào những cái sản phẩm liên quan tới giao tiếp, bán hàng, đi đây đó này nọ, nó năng động hơn một chút. Ví dụ như là những sản phẩm là về nhiều cấp bậc như thế này nè, thì cái việc giao tiếp tốt nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều. Còn nếu như các bạn nào mà thích làm affiliate, thích những cái gì liên quan tới máy tính, thích mày mò, không thích những cái phương pháp traffic hàng đầu trên thế giới như là xây dựng hình ảnh cá nhân, quảng bá cái thương hiệu, nhân hiệu vân vân, thì các bạn không thể tham gia những cái chương trình mà hoa hồng nó cao và thiên về phong cách sống được. Thì chúng ta chọn cái phương pháp traffic cho nó phù hợp với mình, đó là một cũng là một cái yếu tố
quan trọng để giúp cho chúng ta thành công. Cái ngành công nghiệp MLM này thì đã tạo ra những affiliate marketer mà có doanh số hàng triệu đô mỗi tháng chỉ từ affiliate cho một cái sản phẩm nào đó. Ví dụ các bạn có thể lên là businessforhome.org, là cái trang mà nó sẽ thống kê những cái doanh nghiệp trảo hồng theo hình thức MLM, Business for Home, kinh doanh tại nhà nè. Thì chúng ta thấy nè, đây là một cái success factory, đặt coin, một cái coin nào đó. Và cái Madeleine Joyce là người có thu nhập đứng thứ hai vì cái mảng này hiện nay ha. Còn hồi xưa nó khác, hồi xưa Madeleine Joyce nó mới hơn so với những cái như là Amway, New Skin. Nhưng mà với tốc độ phát triển thì Madeleine Joyce đã đứng ở vị trí số 2. Rồi còn New Skin thì ở vị trí số 3 ha. Nè, mỗi tháng thì cái chị này nè, anh hay chị gì đó đã kiếm được 1.060.000 đô. Bên đội New Skin thì cũng có người họ đạt là 940.000 đô mỗi tháng. Đấy, thì chúng ta mỗi năm thì người này họ kiếm được 12,720 triệu đô. Thì đây là những cái liệt kê những doanh nghiệp họ trả hoa hồng theo MLM. Như Junes nè, Amway. Đấy. Rồi có nhiều. Có Herbalife. Các bạn có thể tham khảo thêm ở đây. Rồi, thì trong cái video này thì muốn chia sẻ với các bạn đó là affiliate marketing thì khá là rộng, thì chúng ta chọn cái phương pháp traffic nào phù hợp với mình và cái nhóm sản phẩm nào nó phù hợp với mình. Mình có nếu như các bạn quan tâm tới những sản phẩm hoa hồng giữa cấp bậc thì các bạn có thể tham gia vào đội nhóm của Hường. Hường cũng có một đội nhóm chuyên quảng bá những cái sản phẩm affiliate marketing theo hoa hồng giữa cấp bậc và chọn những sản phẩm quảng bá tại thị trường toàn thế giới luôn, cả Việt Nam và nước ngoài. Như vậy thì nó sẽ thuận lợi cho những ai mà mong muốn quảng bá tại thị trường Việt Nam mình quen thuộc hơn và cũng có một mong muốn đó là quảng bá trên toàn cầu. Thì sẽ có thể là tham gia vào đội nhóm của Hường. Ok, nếu như các bạn có hứng thú với nhóm này thì có thể inbox cho Hường. Và nếu như các bạn quan tâm tới những cái sản phẩm trên Clipbank, Amazon Hosting, những cái sản phẩm tiếp thị liên kết khác mà các bạn muốn là nó bắt đầu từ con số 0 và các thao tác trên máy tính và tóm lại là kiếm được hoa hồng chỉ cần ngồi Việt Nam, quảng bá bên kia bán cầu ngay bây giờ, không còn phải giỏi tiếng Anh, thì các bạn có thể quan tâm, có thể tham gia chương trình 90 Days Up. Chương trình này thì các bạn có thể tìm kiếm thông tin ở trên Facebook hoặc là trên isco.vn, tomatohường.com chẳng hạn. Thì các bạn thấy thông tin của khóa học này đã tạo ra rất là nhiều bạn, doanh số trên Clipbank lên đến trên 15.000 đô mỗi tháng rồi đó. Ok, hẹn gặp lại các bạn sớm nhé. Ok, bye bye. Mời các bạn mang thân mây và trang vào group cùng cộng đồng Affiliate hàng đầu Việt Nam hiện nay ha.